Với phương châm hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động, Ủy ban Nhân dân phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa đã triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính giúp dân tại nhà khi có nhu cầu hẹn giờ, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Qua hơn một năm triển khai, mô hình này đã mang lại hiệu quả tích cực và nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Mô hình trên thực hiện thế nào, mang lại hiệu quả ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua chia sẻ ngày mới sáng nay. Thu xếp công việc tại cơ quan, anh Lê Hoàng Nhật, công chức tư pháp hộ tịch phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, mang kết quả xác nhận tình trạng hôn nhân đến giao trả cho gia đình ông Vũ Xuân Lanh, ngụ tại khu phố 4. Đây là hồ sơ của con gái ông Lanh, nhưng do đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, chị không có điều kiện về địa phương thực hiện thủ tục hành chính, nên thông qua mô hình giải quyết thủ tục hành chính, giúp dân tại nhà khi có nhu cầu hẹn giờ, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của phường, chị được cán bộ hướng dẫn giải quyết qua điện thoại và Zalo. Sau khi có kết quả, công chức tư pháp hộ tịch của phường trực tiếp xuống tận nhà cha mẹ chị để trao trả. Phường xuống là làm việc xong hướng dẫn làm thủ tục thì bây giờ thì rõ ràng là thuận quá đi thứ. Đó là rất đơn giản mà thuận tiện cho con những người dân cần thiết, làm gọn nhẹ. Mà rất là thân thiện với lại cái vấn đề mà giữa người dân với lại cái chính quyền. Nó gần gũi hơn, cảm thấy như nó là gần gũi hơn, nó không phải như ngày xưa nữa. Mô hình giải quyết thủ tục hành chính giúp dân tại nhà khi có nhu cầu hẹn giờ, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được Ủy ban Nhân dân phường Phước Trung triển khai vào cuối năm 2022. Với mô hình này, người già, ốm đau, bệnh tật, người đi lại khó khăn hay người không có điều kiện đến Ủy ban Nhân dân phường để làm thủ tục hành chính chỉ cần liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường qua số điện thoại 02543 825 717 hoặc đến Ủy ban Nhân dân phường đăng ký thực hiện thủ tục hành chính tại nhà sẽ được cán bộ phường hướng dẫn, sắp xếp thời gian, thực hiện phù hợp. Từ lúc triển khai đến nay, đã có hơn 92 trường hợp được Ủy ban Nhân dân phường giải quyết trực tuyến hoặc đến tận nhà, được người dân đánh giá cao. Thái độ phục vụ của công chức viên chức ở đây thì rất là niềm nở, là chỉ dẫn hướng dẫn được tận tình, chu đáo và nhanh, kịp thời chứ không có che nãi gì. Về cái thủ tục thì thấy cũng đơn giản rồi, cũng là thấy nhanh gọn. Từ khi có cái mô hình này thì tỷ lệ hài lòng qua khảo sát phường Phước Trung đạt gần như là tuyệt đối. Ngoài mô hình giải quyết thủ tục hành chính giúp dân tại nhà khi có nhu cầu hẹn giờ, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, phường Phước Trung còn triển khai một số mô hình như ứng dụng mã QR để tra cứu nhanh một số thông tin, gửi thư chúc mừng, thư chia buồn, gọi điện thoại cho người dân để trả hồ sơ trước hẹn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân qua tài khoản Zalo. Các mô hình trên đều được đánh giá là hiệu quả, giúp phường Phước Trung đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong cải cách hành chính như giải quyết sớm và đúng hạn 99,7% hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt gần 100%. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường Phước Trung vươn lên vị trí dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính của 82 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phường Phước Trung đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt cái việc cải cách hành chính của địa phương. Trong năm vừa qua thì các cái mô hình của địa phương đều hướng về nhân dân và tạo sự hài lòng của nhân dân. Hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân, các mô hình cải cách hành chính đã đặt ra yêu cầu đội ngũ cán bộ công chức phải làm việc trên tinh thần tận tâm, trách nhiệm, góp phần xây dựng chính quyền vì dân phục vụ.